con nó chung thì bỏ con. Con rồi. Một cái không? Một bài chín ngày rồi. Chín ngày. Ban thôi chứ con. Hai hàng đâu thôi. Ờ. Đồ người ta bài đó là. Ấy không? Kết của một bò xong rồi. Ô phải xong lấy bò cho bọc cục bài cùng ngày. Bài tóc đông xuống đâu không? Sốp chấn bài bài đó á. Ừ, ấy thế. Bài mơ bò xa tóc bò bò. Ai chơi một ngày nữa nè, thằng slow nữa không? Xong lôi không? Hoàn toàn. Xong lôi bao cùng bài em ơi. Muốn tay bài ra không? Ừ, chả bọc bài hai thân. Xong. Thế ta bông, toàn bài hai tỷ, chả bông bài hai. Toàn toàn không? Đi à, đi rừng chơi mai à. Mới bó một thằng lăng, thằng ham hết không? Bỏ phùng bài à, mươi. Ừ. Đi à, chết đắp của nó hay. Ngoài mươi, ra thôi. Rồi. Thôi, cầm to đừng ai chí ra. Con xong quán, nó bóng riêng là thằng ham. Cô, con sẽ lao tay chân là tổ nó tầm nhà, và nó tầm nhà chứ không? Chó là ôn này, mau, à bông chứ nè, bông phùng bài à, mươi. Và bông thơ nạc nguyên, đặt thật là sọc quán thật. Bố cùng bài ấy, bơ ngồi mơ mà. Bài theo đôi chân em không? Này chú đi, hả mơ có cùng ai bái chứ. Mày chạy với chú ra đi. Học bài không? Học bài. Chân ngay bông, chân ngay nhật hả? Chân ngay nhật hả? Nhưng tha mà xong rồi bộ anh mà mở nó nghe bọn. Xong qua ba nó hả? Chứ vậy, hãy con cháy. Hãy xong mở nó bọn. Màu bốc nghe thì nó xong mở nó không ai ra rồi. Hãy học bài bọn anh ngay thẳng bọn anh mai không? Xong hộp khó luôn. Xong rồi vậy không? Xong rồi nó cấm sách này xong rồi. Có ai mà xong bóng chó vào ốt này. Bóng thở phê thầm cái em quan thẻ mà xong mở. Mình phê quái xe ra nhóm mở hộp bài chứ nhận đi. Có hơn con đạch bài hơn. Bọt mình lấy thế ra ôn. Vâng. Mở cái tàu cọp rồi. Anh lấy. Vâng. Ý à ôn nhìn giờ đọc về mẹ nè. Hơn nào. Anh à cái bông phùng bay này mà xong cái là bảy mươi à mươi à bảy bay sẵn là tao bảy bay bảy đây chân anh ba đã ôn này cái là bảy ai hay nhâm tao hay bảy bay chân anh mà không mở đâu bỏ miếng lợi hết đây nhâm miếng lợi áp miếng cái thằng mày bỏ tạm đôn miếng lợi áp sửa đi miếng lợi áp miếng lợi áp miếng lợi miếng chồm miếng lợi áp chết miếng lợi áp chết miếng lợi áp chết miếng lợi áp chết miếng lợi áp hàng quán bay bên này nên bị khóa nó hàng quán tiếp nó không quán nó không quán lên hế gì à nên phải đặt mét à hàng quán thế nè quán tiếp mà quán lên hế ơi hàng quán bay bên này nên thổ tê bay không ngoan chen không hàng quán bà đó